Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Y tế Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hết lòng vì người bệnh, thời gian qua Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã và đang không ngừng ứng dụng những kỹ thuật mới, đa dạng hóa các dịch vụ, nâng cao chất lượng khám và điều trị các bệnh về da liễu, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục ngày hôm nay. Cuối chương trình là mục phổ biến kiến thức. Chúng tôi sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn những thông tin cần biết về các loại vaccine phòng chống COVID-19. Nhằm kịp thời chung tay góp sức hỗ trợ cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác chống dịch COVID-19, ngành y tế Ninh Bình đã có 42 bác sĩ điều dưỡng tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi phát động với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, trách nhiệm của lực lượng tuyến đầu và nghĩa cử cao đẹp của những cán bộ, ngành y tế Ninh Bình có 42 cán bộ y tế tình nguyện lên đường tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị gặp mặt động viên đoàn công tác, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận việc làm ý nghĩa, tinh thần nhân văn và ý thức trách nhiệm của ngành y tế tỉnh nói chung và trên 42 bác sĩ điều dưỡng, y sĩ nói riêng trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19. Khẳng định trước tinh thần dịch bệnh bùng phát mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân lực vật lực gặp rất nhiều khó khăn, việc đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình sẵn sàng chi viện cho thành phố chống dịch là rất cần thiết và đáng trân trọng. Đoàn công tác tình nguyện của ngành y tế Ninh Bình đã sẵn sàng lên đường. Với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, các thành viên trong đoàn sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp tốt với các lực lượng ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Ngành y tế Ninh Bình vừa tổ chức tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho nhóm ưu tiên theo nghị quyết 21 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng được tiêm phòng mũi 2 là những trường hợp đã tiêm mũi 1 từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2021, gồm nhân viên y tế làm nhiệm vụ trong các cơ sở y tế, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc trong các khu cách ly tập trung, khu cách ly tự nguyện, lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch. Các đối tượng tiêm phải đảm bảo thời gian tiêm mũi 2 cách mũi 1 từ 8 đến 12 tuần. Qua đánh giá bước đầu, các phản ứng sau tiêm ở mức độ nhẹ như đau tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, đau đầu, chóng mặt, không ghi nhận ca tai biến nào sau tiêm. Loại vaccine được tiêm chủng mũi 2 vẫn là vaccine AstraZeneca do Bộ Y tế cấp phép. Vừa qua, tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đại diện lãnh đạo khách sạn Hoàng Sơn, thành phố Ninh Bình đã trao tặng 7.000 khẩu trang cho cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Đại diện lãnh đạo khách sạn Hoàng Sơn cho biết, trước tình hình đợt dịch thứ tư có diễn biến phức tạp, nhận thấy doanh nghiệp cần có trách nhiệm cùng cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh. Chia sẻ những khó khăn với cán bộ công chức viên chức Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đang ngày đêm chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Qua hoạt động này, mong muốn tạo thêm động lực, động viên tinh thần để mỗi cán bộ trung tâm tiếp tục nỗ lực cùng ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Với phương châm hết lòng vì người bệnh, thời gian qua, Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã không ngừng ứng dụng những kỹ thuật mới, đa dạng hóa các dịch vụ, nâng cao chất lượng khám và điều trị các bệnh về da liễu, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Phòng khám được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, máy móc được đầu tư hiện đại, đội ngũ cán bộ y tế chuyên môn cao với 19 cán bộ. Trong đó có 3 bác sĩ chuyên khoa về da liễu, trung bình mỗi tháng phòng khám tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân, khám, tư vấn và điều trị. Trong 6 tháng đầu năm 2021, phòng khám thực hiện khám các bệnh về da liễu bằng bảo hiểm y tế, được 1.575 lượt người bệnh, phẫu thuật 138 ca, điều trị ngoại trú cho 1.575 lượt người bệnh, điều trị nội trú cho 40 lượt người bệnh. Các bác sĩ là điều trị với cái phương pháp là bây giờ là tân tiến là rất là có hiệu quả. Tại đây, khám và điều trị các bệnh về da liễu như viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da do côn trùng, vẩy nến, điều trị rụng tóc, các bệnh về da do nấm, do ký sinh trùng, do virus, bệnh lậu, bệnh giang mai, sùi màu gà. Đặc biệt, phòng khám còn thực hiện thẩm mỹ da liễu chuyên sâu bằng phương pháp laser như điều trị nám da, tàn nhang, các bệnh tăng sắc tố da, trẻ hóa da mặt, điều trị u mềm lây, hạt cơm, mụn ruồi, điều trị sẹo, soi da chỉnh hình. Tất cả các kỹ thuật này đều được thực hiện bởi các bác sĩ được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm. Hiện nay thì để nâng cao cái trình độ khám và chữa điều trị các cái bệnh da liễu tại phòng khám đa khoa của trung tâm là cử các bác sĩ đi học các cái lớp chuyên khoa về da liễu, chuyên khoa cấp 1 của trường Đại học Y Hà Nội tuyển dụng. Đồng thời thì hàng năm thì cũng cho các cái bác sĩ là tham gia các cái lớp tập huấn
rồi các cái hội thảo về chuyên ngành da liễu do Bệnh viện Da liễu Trung ương mở được cập nhật ở những cái trang web chính thức của Viện Da liễu Trung ương của các cái để chúng ta cập nhật những cái thông tin mới về bệnh da liễu và các phương pháp điều trị mới để nâng cao cái hiệu quả khám và chữa bệnh tại phòng khám đa khoa. Phòng khám luôn duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, tư vấn kiến thức phòng chống các bệnh ngoài da, các bệnh da theo mùa. Qua đó, nhận thức của người dân được nâng lên. Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, các y bác sĩ còn luôn rèn luyện y đức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Để mà nâng cao cái vấn đề trong chăm sóc, điều trị và chẩn đoán da liễu, thì hiện nay thì chúng tôi có cái đội ngũ y bác sĩ, có khoảng độ 20 y bác sĩ đang phục vụ trong điều trị lĩnh vực điều trị da liễu. Thì ở đây thì chúng tôi có cái trình độ chuyên môn sâu, thứ hai là bác sĩ có kinh nghiệm rất là nhiều năm, tức là chính là tiền thân của trung tâm da liễu cũ được sát nhập vào phòng khám đa khoa. Thế thì ở đây thì các cái máy móc thì trang bị hiện tại là rất là chuẩn để trong cái vấn đề được chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Thứ hai nữa là ở đây thì cái dịch vụ của chúng tôi ấy, tức là ngoài cái vấn đề về điều trị khám ấy, thì có thứ nhất là trong phạm vi được quy định của bảo hiểm y tế, bệnh nhân này được khám được chi trả theo cái phạm vi của bảo hiểm y tế, vừa ngoại trú và bệnh nhân được nằm nội trú. Có thể nói, với sự đổi mới, mở rộng dịch vụ chăm sóc các bệnh về da liễu, phòng khám đa khoa là địa chỉ tin cậy cung cấp những dịch vụ tốt nhất về da liễu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, người dân trên địa bàn tỉnh rất mong muốn được tiêm vaccine phòng COVID-19 vì nỗi lo tình hình dịch bệnh có thể diễn biến khó lường. Chị Nguyễn Thị Gấm, nhân viên bán hàng tạp hóa ở phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều khách hàng. Chính vì vậy, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao. Bên cạnh việc thực hiện đúng khuyến cáo của ngành y tế như đeo khẩu trang, giãn cách, sát khuẩn, chị vẫn mong muốn được tiêm phòng vaccine COVID-19. Nhiều người dân cũng có chung mong muốn như thế. Tình hình dịch bệnh COVID rất ảnh hưởng, rất lớn đối với người dân, cũng như cá nhân tôi và đối với người dân Việt Nam. Thì tôi rất là mong muốn là được tiêm vaccine và cùng chung tay cùng nhà nước và để đẩy lùi cái dịch bệnh vì nó ảnh hưởng quá lớn đến kinh tế. Mình thì vận tải hành khách này thì mình mong muốn thứ nhất tiêm vaccine cho mọi người để đi lại thuận tiện, bảo đảm sức khỏe cho mọi người. Và mong muốn nhà nước mình làm sao triển khai tiêm vaccine sớm cho mọi người dân để mọi dân an tâm làm việc và công tác. Tư cách là người bán hàng, giao tiếp với rất nhiều với khách hàng. Thì cá nhân tôi cũng mong muốn là được tiêm vaccine để đảm bảo về sức khỏe cũng như là đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Sau gần 2 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, vaccine phòng bệnh vẫn là vũ khí được toàn nhân loại trông chờ. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn cung cấp vaccine COVID-19 qua nhiều kênh khác nhau. Cho đến nay, đã có hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca được tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21 của Chính phủ. Tại Ninh Bình, ngành y tế đã triển khai tiêm 2 đợt vaccine COVID-19 với tổng số hơn 17.000 người và không có ca phản ứng nặng sau tiêm. Tạo điều kiện của các cấp tiêm cái vaccine COVID-19 này, cái này trước khi tiêm cũng đã được cơ quan y tế người ta làm các thủ tục để đảm bảo cái đủ điều kiện trước khi tiêm và tư vấn cho các triệu chứng sau khi tiêm. Thì đến thời điểm này mình đã tiêm được khoảng hơn 30 phút thì cảm giác cơ thể nó hoàn toàn bình thường. Cũng mong muốn là vaccine này nó cũng phát huy được hiệu quả để có thể phòng chống được cái dịch COVID-19 cho bản thân cũng như cho đơn vị và cộng đồng. Thời gian tới, theo kế hoạch, sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Đối tượng tiêm là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên lực lượng tuyến đầu chống dịch và mục tiêu phấn đấu 70% dân số Việt Nam đạt miễn dịch cộng đồng. Việc tiêm chủng không chỉ giúp cho một cá nhân mà còn giúp ngăn ngừa bệnh tật cho cả cộng đồng. Đây được xem là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cho người tiêm, tránh gây hại cho sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, người dân vẫn phải thực hiện phòng bệnh 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, mục phổ biến kiến thức, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn những thông tin cần biết về các loại vaccine phòng chống COVID-19. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trong những ngày gần đây thì tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta đang là diễn biến vô cùng phức tạp. Và Bộ Y tế khuyến cáo là chìa khóa để giúp chúng ta dập dịch thành công đó là người dân phải tuân thủ khuyến cáo 5K cộng vaccine. Như thế thì vaccine có vai trò vô cùng quan trọng, là một trong các cái biện pháp để giúp chúng ta khống chế dịch bệnh trong thời điểm này. Mục tiêu của Bộ Y tế là đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022 thì sẽ có khoảng 150 triệu liều vaccine được nhập về Việt Nam để tiêm cho khoảng 70-80% dân số của Việt Nam để tạo được miễn dịch cộng đồng. Các loại vaccine sẽ được nhập về bao gồm có vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Anh, tại Hàn Quốc, tại Singapore. Vaccine của hãng Pfizer-BioNTech được sản xuất tại Bỉ, tại Đức. Và vaccine Moderna thì được sản xuất tại Mỹ, tại Tây Ban Nha và tại Pháp. Đây đều là những cái vaccine hàng đầu đang được các nước được sử dụng rất là nhiều và đã góp phần khống chế dịch thành công ở tại một số nước. Và với vaccine AstraZeneca thì liệu trình sẽ là tiêm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 khoảng 8 đến 12 tuần. Vaccine của hãng Pfizer-BioNTech thì mũi 2 sẽ cách mũi 1 khoảng 3 đến 4 tuần. Và vaccine Moderna cũng là mũi 2 cách mũi 1 khoảng 3 đến 4 tuần. Một số người dân thì thời gian qua cũng có tâm lý e ngại và có tâm lý là chờ đợi để lựa chọn loại vaccine. Tuy nhiên là kế hoạch vaccine về Việt Nam thì có thể xen kẽ và cũng chưa có kế hoạch cụ thể trước được. Do vậy mà khi lô vaccine về Việt Nam thì sẽ được Bộ Y tế phân về các tỉnh. Và khi chúng ta có loại vaccine nào thì nên tiêm ngay loại vaccine đó. Cũng có người dân thì có tâm lý e ngại, sợ những cái tác dụng phụ của vaccine. Tuy nhiên là thời gian vừa qua thì nước ta cũng đã tiêm chủng được trên 4 triệu lượt người dân. Và cái tỷ lệ phản ứng xảy ra thì cũng trong cái giới hạn khuyến cáo của nhà sản xuất. Ở tại tỉnh Ninh Bình thì để đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng thì ngành y tế cũng đã tổ chức tập huấn về khám sàng lọc trước tiêm chủng, rồi về xử trí các cái phản ứng có thể xảy ra sau tiêm cho tất cả các cán bộ y tế mà tham gia công tác tiêm chủng ở tất cả các tuyến, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, hóa chất, thuốc và nhân lực để xử trí các cái trường hợp phản ứng nặng có thể xảy ra. Bởi vậy mà trong các cái đợt tiêm chủng tại tỉnh Ninh Bình vừa qua thì cũng đều diễn ra an toàn. Tuy nhiên thì đối tượng tiêm chủng thì sẽ theo lộ trình. Giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ tiêm cho đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21 và sau đó sẽ mở rộng ra 16 nhóm đối tượng theo quyết định của Bộ Y tế và cuối cùng là mở rộng ra toàn dân. Trên đây là các cái thông tin về tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh Ninh Bình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tới đây, chuyên mục Y tế Ninh Bình xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau.